Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này. Thưa bác sĩ hãy cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết của tỉnh ta đến thời điểm hiện tại như thế nào ạ? Và dịch sốt xuất huyết thường bùng phát mạnh vào những thời điểm nào trong năm ạ? Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chúng ta ghi nhận gần 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết rải rác ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, và chúng ta chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Nhìn chung thì cái tình hình dịch sốt xuất huyết đến thời hiện tại là tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 là tầm khoảng 20%. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao như là Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Dịch sốt xuất huyết thì thường xảy ra quanh năm và xuất hiện nhiều và có thể gây thành dịch vào dịp từ tháng 5 đến tháng 11. Đây là cái thời điểm mà thời tiết giao mùa, khí hậu thay đổi, nắng mưa thất thường tạo điều kiện cho trung gian truyền bệnh là muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản phát triển, có thể gây thành dịch. Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ có những cái biện pháp gì để khống chế, không để dịch bệnh lan rộng, thưa bác sĩ? Với cái vai trò tham mưu chính cho ngành y tế về công tác phòng chống dịch nói chung và công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt một trong những biện pháp cơ bản sau đây. Thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Thứ hai là thực hiện mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng chống sốt xuất huyết và các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Thứ ba là chúng tôi thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các ổ dịch cũ, các xã phường trọng điểm, đồng thời tập trung nhân lực hỗ trợ cho tuyến giới triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thứ tư là chúng tôi tổ chức tập huấn giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt loang quang bọ gậy, xử lý các ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế ở các tuyến, tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc thu dung và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh, không để những trường hợp bệnh nhân chuyển nặng dẫn đến tử vong. Chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật thường xuyên báo cáo và báo cáo số liệu cụ thể trên phần mềm 54 của Bộ Y tế, rà soát chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng trong công tác phòng dịch sốt huyết. Vâng, có thể thấy tầm quan trọng của người dân trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết là rất lớn. Vậy bác sĩ hãy đưa ra một số cái khuyến cáo để người dân có thể chủ động thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết được hiệu quả hơn ạ. Người dân nên tập trung cùng với ngành y tế xử lý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, không để muỗi vào để trứng. Thứ hai là hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá một cái dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ vừa và nhỏ, và đồng thời lật úp và loại bỏ tất cả những dụng cụ không cần thiết, không sử dụng trong nhà để tránh nơi muỗi sinh sản và phát triển. Thứ ba là hàng tuần tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường để loại bỏ tất cả những cái dụng cụ, những vật phế thải xung quanh nhà, đồng thời tổ chức phá quan bụi rậm, tích cực phối hợp với ngành y tế khi ngành y tế tổ chức các chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt huyết. Và cuối cùng là khi mắc sốt huyết thì phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà. Vâng, cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ vừa trao đổi.